Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của Lê Cần News. Sau đây sẽ là những thông tin mới chúng tôi vừa cập nhật. Sạt lở làm biến mất cả con đường dài 25m, rộng 4m ở Bình Thuận. Ngày 31 tháng 7, ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận cho biết, đến khuya ngày 30 tháng 7, đèo Đa My trên quốc lộ 55 đã thông xe đến thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, sau khi Sở Giao thông Vận tải đã huy động cơ giới khắc phục các điểm sạt lở. Tuy nhiên, các phương tiện đi qua khu vực này phải lưu thông chậm do cả 7 điểm bị sạt lở lại thỉnh thoảng tái sạt lở nhẹ. Lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông đang túc trực tại khu vực này để hướng dẫn cảnh báo các phương tiện đi qua, ông Huỳnh Ngọc Thanh cho biết. Trước đó, vào chiều tối ngày 30 tháng 7, do mưa lớn tại đèo Đa My, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, đã xảy ra 7 điểm sạt lở làm ùn tắc giao thông nghiêm trọng, khiến đường từ Bình Thuận lên Lâm Đồng bị phong tỏa hoàn toàn. Sở Giao thông Vận tải đã huy động nhiều cơ giới lên hiện trường để dọn dẹp các phương tiện lưu thông lên hướng thành phố Bảo Lộc. Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, cho biết mưa lớn cũng làm hư hại rất nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Tánh Linh. Nghiêm trọng nhất là đường giao thông nông thôn ở thôn 4 xã Huy Kim sạt lở, biến mất hoàn toàn hiện trạng đường dài 25m, rộng 4m. Cũng tại xã Huy Kim, đường giao thông nông thôn trên địa bàn các thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngập sâu 0,1 đến 0,2m và dài khoảng 5km. Cơ trưởng bị bắt tại sân bay vì say xỉn ngay trước chuyến bay chở 267 hành khách. Chuyến bay UA331 của United Airlines có lịch rời sân bay quốc tế Charles de Gaulle của Pháp vào lúc 5 giờ chiều giờ địa phương đến Washington DC, Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức an ninh bất ngờ phát hiện ra cơ trưởng chuyến bay này có đôi mắt đờ đẫn và hơi lảo đảo trước khi lên máy bay vào khoảng 3 giờ chiều. Sau khi kiểm tra hai lần, người này được xác định là có nồng độ cồn trong máu là 0,056 và 0,059. Các quy định ở Pháp giới hạn nồng độ cồn trong máu của phi công là 0,02 so với giới hạn pháp lý là 0,05 đối với lái xe. Trong khi đó, ở Mỹ, giới hạn này là 0,04 đối với phi công và 0,08 đối với lái xe. Khi bị thẩm vấn, cơ trưởng này cho biết mình chỉ uống 2 ly rượu vào đêm hôm trước, tuy nhiên người này vẫn bị bắt tạm giam. Thẩm phán nghi ngờ vị cơ trưởng này vẫn đang nói dối về việc anh ta thực sự đã uống bao nhiêu và tuyên bố rằng có thể đã xảy ra một vụ tai nạn máy bay khiến 267 hành khách gặp nguy hiểm nếu để đối tượng này điều khiển máy bay. BAC của cơ trưởng cao gấp 6 lần giới hạn châu Âu và 3 lần giới hạn do Cục Hàng không Liên bang Mỹ đặt ra. Mức nồng độ cồn 0,059 BAC của viên phi công này được chấp nhận nếu lái ô tô, nhưng vì điều khiển máy bay phức tạp hơn nên không được phép. Cơ trưởng 63 tuổi cho tới nay đã bị đình chỉ công tác 6 tháng và nộp phạt 4.500 euro. Mưa lũ ở miền Nam làm 5 người chết, giao thông bị chia cắt. Ảnh hưởng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Kiên Giang xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc suốt 3 ngày qua. Tại Lâm Đồng, mưa tầm tã kèm gió mạnh suốt từ sáng đến trưa được cho là nguyên nhân gây sạt lở nhiều điểm trên đèo Bảo Lộc thuộc tuyến quốc lộ 20. Trong đó có trụ sở cảnh sát giao thông bị vùi lấp khiến 3 chiến sĩ tử vong và 1 người dân mất tích. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mưa kèm dông lốc liên tiếp ngày 29-30 tháng 7 cũng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó, lốc xoáy ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu làm căn nhà của vợ chồng ông Đặng Văn Dũng, 37 tuổi và bà Đặng Kim Mến, 36 tuổi, đổ sập. Vách tường đè trúng hai vợ chồng khiến bà Mến tử vong, ông Dũng và con trai 8 tuổi bị thương. Địa phương đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 18 triệu đồng, đồng thời huy động lực lượng dọn dẹp hiện trường và túc trực ở khu vực đề phòng xảy ra sự cố. Thời tiết cực đoan gây mưa lớn trong ngày 30 tháng 7 cũng khiến nhiều nơi ở vùng Bảy Núi, An Giang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ngập sâu cả mét. Nước tràn vào nhà dân gây hư hỏng nhiều đồ đạc, đường ngập 40-80cm làm giao thông bị tê liệt. Hàng loạt nhà bị sập, trụ điện ngã và hơn 400 hectare lúa cây trồng bị ngập úng. Cùng ngày, một tàu đang vào cửa cảng cá La Ghi bị sóng đánh chìm, 4 lao động rơi xuống biển, có một người bị sóng cuốn trôi mất tích. Trong khi đó, người phụ nữ 47 tuổi đi làm rẫy bị trượt chân xuống suối, nước lũ cuốn tử vong ở xã Đức Phú. Thời gian này, miền Nam đang mùa mưa, gió Tây Nam hoạt động mạnh, nên khi có bão cùng với gió mùa sẽ gây mưa nhiều, dai dẳng kèm theo dông lốc.
Hải Hùng cảnh xe quá khổ chèn ép cảnh sát giao thông khi bị truy đuổi trên quãng đường dài 15 km. Theo đó, vào khoảng 17h30 ngày 30 tháng 7, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại km 117 trên tuyến quốc lộ 2, tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện ô tô đầu kéo kéo theo semi remote do Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1981, trú Phú Thọ, điều khiển đang di chuyển theo hướng Tuyên Quang đi Phú Thọ, có dấu hiệu chở hàng quá khổ. Tổ tuần tra kiểm soát đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng lái xe không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy về hướng Phú Thọ. Tổ tuần tra kiểm soát ngay lập tức truy đuổi, đồng thời thông báo cho lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Phú Thọ phối hợp dừng phương tiện trên. Quá trình bị truy đuổi, tài xế nhiều lần chèn ép gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Sau hơn 15 km bị truy đuổi, đến khi không thể tiếp tục di chuyển được nữa, lái xe mới chịu dừng lại. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện đã hết hạn kiểm định từ tháng 12 năm 2022. Hàng hóa được xếp trên xe vượt quá chiều cao quy định đến gần 40 cm. Phạm Anh Tê khai nhận đã chở dăm gỗ vì lo sợ vi phạm chiều cao nên cố tình bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe đối với lái xe Phạm Anh Tê để xử lý theo quy định. Cô gái trên ô tô bị vợ túm tóc, chồng vẫn phóng xe bỏ chạy. Sự việc xảy ra ở một thành phố thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vào ngày 2 tháng 6 năm 2023. Hôm đó, người vợ cùng hai con đi mua sắm. Khi ba mẹ con đang lang thang thì bất ngờ cô phát hiện chiếc xe của chồng mình đậu bên đường. Cho tới lúc này cô vẫn nghĩ rằng chồng đang đi làm, nhưng thực tế anh ta lại nói dối để đi cùng nhân tình. Tới gần chiếc ô tô, người phụ nữ mới biết sự thật khi thấy hai người ở bên trong. Quá sốc và tức giận trước cảnh tượng này, người vợ đã chạy đến chiếc xe rồi túm tóc lôi nhân tình ra khỏi xe, trong khi cũng bắt đầu cãi nhau với chồng. Tuy nhiên, thay vì tìm cách giải quyết, người chồng lại nổ máy ô tô và lái đi, kéo lê người vợ đang cố gắng bám vào thành xe một đoạn đường khoảng 20 mét. Bất chấp tình thế nguy hiểm, người vợ vẫn không buông tóc nhân tình ra mà la hét kêu cứu, khiến người đi đường chú ý và nhanh chóng lao tới chặn đầu xe của người chồng, hỗ trợ người vợ. Suốt cuộc cãi vã, người vợ nắm chặt tóc của cô gái ngồi trong xe. Do sự can thiệp, giúp đỡ của người đi đường và dưới áp lực chỉ trích rất lớn từ họ, người chồng sau đó buộc phải tấp xe vào lề đường. Anh ta cũng đồng ý giao nhà, xe ô tô, quyền nuôi hai con cho vợ và sẽ đệ đơn ly hôn. Sau khi đoạn video ghi lại sự việc được chia sẻ rộng rãi, phần đông người dùng mạng xã hội tỏ ra đồng cảm với người vợ. Trong khi số khác cũng lên tiếng chỉ trích người chồng bội bạc đã gây nguy hiểm cho vợ bởi hành vi lái xe bỏ chạy khi cô đang bám vào cửa kính ô tô. Ví hành động của anh ta là âm mưu giết người. Khoảnh khắc đồi sầu riêng sạt lở vùi lấp chốt cảnh sát giao thông trên đèo Bảo Lộc. Tính đến trưa 31 tháng 7, khu vực sạt lở tại trạm cảnh sát giao thông Madagui thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng trên đèo Bảo Lộc, lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân cuối cùng ra ngoài. Trước đó, đất đá từ quả đồi phía sau tràn xuống san bằng căn nhà sinh hoạt thuộc trạm cảnh sát giao thông Madagui đóng trên đèo Bảo Lộc. Thời điểm sạt lở xảy ra vào khoảng 14h30 chiều 30 tháng 7. Lúc này có 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông cùng một người dân đang di dời phương tiện, thiết bị bên trong chốt đã bị vùi lấp. Đáng chú ý, phía sau khu vực trạm cảnh sát giao thông Madagui là một ngọn đồi được trồng sầu riêng. Có nhiều ý kiến cho rằng ngọn đồi trồng sầu riêng phía sau trạm là nguyên nhân chính gây sạt lở khi mưa lớn kéo dài. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả trong vụ sạt lở, sau đó mới làm rõ nguyên nhân để có hướng xử lý kịp thời. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá tình hình mưa bão trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát lại các điểm, khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh, đồng thời triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản do mưa bão gây ra. Chiến sĩ cảnh sát giao thông kể lại phút giây thoát chết kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc. Vụ sạt lở kinh hoàng tại trạm cảnh sát giao thông Madagui đã khiến 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân thiệt mạng. 3 cán bộ chiến sĩ tử nạn bao gồm Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Thượng úy Lê Quang Thành và Thượng úy Lê Ánh Sáng. Người dân thiệt mạng được xác định tên Ngọc Anh. Anh Tri cho biết, chiều 30 tháng 7, anh em chiến sĩ tại khu chốt của trạm cảnh sát giao thông Madagui ăn cơm trưa xong, mỗi người tỏa đi mỗi hướng để thu dọn đồ đạc nhằm phòng tránh sạt lở.
Khi đó anh Tri ngồi gần khu vực bếp ăn để nhắn tin. Lúc 14:37, tôi gửi tin nhắn trong nhóm để cảnh báo anh em nguy hiểm có thể ập đến, thì khoảng 3 phút sau, đất đá đổ ập xuống. Mọi người hô to, núi lở, núi lở. Anh em người chạy hướng ra ngoài, người chạy hướng vào trong. Chỉ trong vòng 5 giây, đất đá đã bao trùm tất cả. Anh Tri nghẹn ngào kể lại. Anh Tri chia sẻ, sau khi vụ sạt lở xảy ra, anh và các chiến sĩ may mắn sống sót đã cùng mọi người tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Anh Tri lúc túc trực ở hiện trường, lúc về trung tâm y tế huyện Đạ Huai để nắm bắt tình hình của đồng đội. Riêng anh Hưng và anh Trung vẫn còn bàng hoàng và thất thần sau sự việc. Hai anh thẫn thờ ngồi im lặng trên hành lang của trung tâm y tế huyện Đạ Huai. Một số người khuyên các anh về chợp mắt cho khỏe. Tuy nhiên, các anh muốn ở lại gần khu nhà tiễn biệt để những người nằm xuống được ấm lòng. Cảnh sát giao thông túc trực tại điểm ngập trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. Liên quan đến tình hình nước ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây, tại lý trình km 25+419, trong ngày 30 tháng 7, lực lượng của Cảnh sát giao thông C08 Bộ Công an đã phân công người túc trực tại đoạn đường từng xảy ra ngập úng kẹt xe kéo dài. Theo ghi nhận tại km 25+419, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây, lúc 10 giờ 30 hôm nay, xe đặc chủng của lực lượng cảnh sát giao thông đội 8 C08 Bộ Công an gồm 3 cán bộ túc trực ngay tại vị trí này. Ngoài ra, cảnh sát giao thông cũng đã liên hệ với cán bộ quản lý hồ thủy lợi sông Phan để nắm tình hình mực nước dâng cao đến đâu, khi nào thì xả đập tràn để có phương án đối phó với tình huống lượng nước tràn về gây ngập đường cao tốc như đã xảy ra vào ngày 29 tháng 7. Liên tục trong đêm 29 tháng 7 và hôm 30 tháng 7, trên địa bàn huyện Hàm Tân có mưa, nhưng khu vực thượng nguồn sông Phan lại mưa nhỏ nên nước tràn về khu vực lý trình km 25+419 trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây chưa đến mức nghiêm trọng. Một cán bộ cảnh sát giao thông túc trực tại vị trí từng ngập cho biết, qua theo dõi trong vòng gần 1 giờ đồng hồ, lúc 10 giờ ngày 30 tháng 7, mực nước chỉ dâng cao chừng 40cm so với cống thoát nước cao tốc hiện hữu. Chúng tôi lo sợ nhất trong trường hợp có mưa to thượng nguồn vì bây giờ đang là mùa mưa. Thứ hai là do hồ thủy lợi sông Phan xả đập tràn khi dung tích nước đạt cao trình thiết kế, cán bộ cảnh sát giao thông này cho biết. Tổng đài chăm sóc hay là chiêu tận thu tiền cước của khách hàng? Nói là chăm sóc khách hàng, nhưng tổng đài hotline của nhiều doanh nghiệp tổ chức dùng đầu số 1900 bị nhiều người kêu câu giờ, hòng tận thu tiền cước. Chị Thùy Duyên, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hay gặp trường hợp gọi mỗi lần 3 đến 7 phút vẫn không ai nghe máy, nghe chán giới thiệu rồi báo luôn điện thoại viên đang bận. Chị nói và té ngửa khi không nhận được giải đáp cụ thể từ hãng, chị nghe tiếng nhạc nhưng điện thoại vẫn bị trừ tiền, rất vô lý. Tôi cảm thấy hãng cố tình tận thu khách, chị Duyên nói. Một lãnh đạo bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cho hay, mỗi cuộc gọi đến đầu số đăng ký khám bệnh, người bệnh sẽ bị trừ 5.000 đến 10.000 đồng trên lần. Nếu bị trừ tiền cước lớn hơn, người bệnh có thể đã gọi nhầm vào số điện thoại mạo danh. Về tính phí khi khách chưa gặp tổng đài viên, đại diện một hãng bay khẳng định là cước phí của Viễn thông chứ hãng không thu phí này, không có chuyện hãng bay câu giờ để nghe khách tư vấn thoại, mỗi ngày chở hàng chục ngàn khách dẫn đến có thời điểm quá tải, một hãng bay nói. Lãnh đạo một nhà mạng cho biết theo quy định, đầu số 19 không được sử dụng cho mục đích kinh doanh dịch vụ nội dung số trên mạng viễn thông di động. Do đó các nhà mạng phải thu phí doanh nghiệp thuê đầu số vì phải vận hành hệ thống, chi phí hạ tầng. Các loại đầu số 1900 có nhiều mức giá, từ 1.000 đồng trên phút đến 15.000 đồng trên phút. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.